chào toàn thể anh em nhé. Chào toàn thể anh em yêu âm nhạc. Mình đang có một bộ như thế này, một đôi loa cây bát 25, hãng JBL, chất âm rất là hay, chắc đập tanh tách luôn, bát sâu căng, chạy một con vang số X12. Con vang số X10, em quên là X12. Con vang số X10. Một cục đẩy MA550, 550W một kênh. Một mic không dây Yamaha. Một nâng tiếng của CB. TD Acoustic, mã là CB800 Ultra. Đang muốn thanh lý bán cho các bác. Còn cục này thì đánh trầm, đánh súp. Con này thì 1500W một kênh. Mã là ITC AX9500. Mà có đôi trầm, đôi súp em bán rồi. Giờ còn nguyên bộ này. Đây vang số em mới để 8 này. Ấy, bán bộ này em tặng cái đôi lời kia.